Chào các bạn, tôi là Nguyễn Công Trình. Và ở cái video thứ 4 này, tôi sẽ chỉ cho các bạn làm như thế nào để các bạn có thể chốt sale trực tiếp thành công. Đó là tôi sẽ giới thiệu với các bạn ba cái kỹ thuật chính. Đó là món nợ ân tình là thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai đó chính là cái chúng ta sẽ tạo ra một cái phiên bản đặc biệt. Và kỹ thuật thứ ba là kỹ thuật người tung kẻ hứng. Thì vấn đề đầu tiên, kỹ thuật đầu tiên đó là kỹ thuật tạo ra cái món nợ ân tình. Vậy thì lúc bạn gặp khách hàng trực tiếp ấy, thì đó chính là một cơ hội cực kỳ quý hiếm mà bạn có thể chốt sale thành công, bạn có thể bán hàng thành công. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra là nếu khách hàng không mua hàng của bạn thì bạn sẽ tặng cho họ những cái giá trị gì để cho họ có thể nhớ về bạn, nhớ về sản phẩm của bạn. Đấy, nếu mà họ mua hàng của bạn thì bạn sẽ tạo thêm những giá trị gì cho họ. Đấy, và kỹ thuật mà bạn phải áp dụng đó là bạn phải làm cho họ cảm thấy mắc nợ. Đấy, mắc nợ mình. Đấy, món nợ đó chính là món nợ về tình cảm. Đấy, món nợ đó chính là món nợ về tình cảm. Giải pháp của chúng ta là, cách làm của chúng ta là chúng ta sẽ tặng quà cho khách hàng. Đấy, khi khách hàng nhận quà của bạn rồi thì họ sẽ là có cảm giác như là đang mắc nợ bạn vậy. Quà này là gì? Quà này là quà về vật chất. Các bạn có thể là các bạn mua cái quà, ví dụ như các bạn đi du lịch ở Nha Trang chẳng hạn, các bạn mua cái quà đấy nó bé bé tí tí, giá là khoảng 15.000 thôi. Các bạn gặp khách hàng khi mà các bạn bán cho bán hàng cho khách hàng ấy, hoặc là các bạn không bán được chẳng hạn, rồi em có cái món quà này em muốn tặng cho anh chị, hoặc là em có cái ebook này, món quà đó cũng có thể là món quà về thông tin vật chất, em có cái ebook này hay lắm, viết về cái vấn đề mà anh chị đang quan tâm ấy, thì có đấy, những món quà đó nó mang ý nghĩa tượng trưng thôi, nhưng mà khách hàng sẽ nhớ đến bạn. Đấy, đấy, và bạn họ sẽ quý trọng bạn, dẫn đến việc bạn sẽ chốt sale thành công. Cái kỹ thuật thứ hai đó chính là kỹ thuật mà bạn tạo ra cái phiên bản đặc biệt. Đấy, tạo ra phiên bản đặc biệt là bạn hãy tạo ra cái phiên bản đặc biệt mà chỉ sản phẩm bạn, sản phẩm của bạn thôi, chỉ dịch vụ của bạn thôi, chỉ cái nơi bạn thôi mới có. Đấy, các bạn phải cố gắng tìm ra cái sản phẩm của bạn, cái dịch vụ của bạn, hoặc là cái nơi của bạn mà người khác không thể nào bắt chước được. Đấy, nó mang lại cái nét riêng, cái nét độc đáo, cái nét riêng biệt. Bạn hãy nói cho khách hàng biết, bạn hãy khiến cho khách hàng có thể nhận thấy được, thậm chí là dùng thử đấy để nhận ra được cái giá trị tuyệt vời mà không sản phẩm nào trên thị trường có thể nhái lại, có thể bắt chước được. Đấy, kỹ thuật thứ ba đó là kỹ thuật người tung kẻ hứng. Đấy, tôi có vào cái cửa hàng giày, tôi mua cái giày rất là đắt tiền. Đấy, và cái người nhân viên họ có một người nhân viên, sau khi tôi chọn được một cái sản phẩm đẹp rồi thì có một người nhân viên họ lại khen sản phẩm này là cái giày này thật là đẹp với anh, cái giày này là rất hợp với anh đấy, màu sắc kiểu dáng được đấy, mà giá nó cũng rẻ hơn trên thị trường đấy anh à. Nhưng mà cái nhân viên khác ấy, họ lại nói là anh ơi, cái sản phẩm này, cái để em xem nào, cái giày này nó nhìn nó em xem lại nào. Và họ xăm soi, họ ngắm nghía cái sản phẩm, cái đôi giày mà tôi chọn đấy, và họ nói rằng anh ơi, anh thường mang giày vào việc gì nhỉ? Tôi nói là mang giày đi học chẳng hạn, thì họ nói là anh ơi, cái giày này là để đi chơi, còn nếu mà đi học ấy thì anh sẽ dùng cái đôi giày khác, nó đẹp hơn và nó sẽ phù hợp hơn và nó sẽ rẻ hơn nữa. Và trong lòng tôi là tôi cảm thấy là tôi biết ơn cái người đó vô cùng, bởi vì là họ xem xét kỹ càng cái sản phẩm, họ vì lợi ích của khách hàng, và tôi sẽ cảm thấy là tôi quý trọng cái nơi đó hơn. Đấy, và tôi sẽ mua cái sản phẩm đó hơn. Tôi sẽ mua cái sản phẩm đó.
và tôi sẽ cảm thấy là mình đang như là được quý trọng, được tôn trọng. Và người khác vì lợi ích của tôi, người bán đó, người chốt sale đó, vì lợi ích của tôi. Bạn hiểu không? Đấy, đó là những cái kỹ thuật mà bạn có thể áp dụng, là người thì tung lên, và tức là người ta một người thì khen sản phẩm, còn người khác thì lại xem xét kỹ càng cái sản phẩm đấy, xem nó phù hợp với khách hàng hay không, và tư vấn với khách hàng, hoặc là cái dịch vụ đó nó có phù hợp với khách hàng hay không, hoặc là cái nơi đó cái nó có phù hợp với khách hàng không. Họ xem xét lại lợi ích, họ muốn cảm thấy là khách hàng, chính là họ muốn cho, tức là mình muốn cho khách hàng thấy là khách hàng là thượng đế, khách hàng sẽ được phục vụ vì lợi ích của họ, chứ không phải là vì lợi ích của cái người bán, cái người chốt sale. Đấy, đó là những cái kỹ năng mà chúng ta có thể áp dụng để chúng ta chốt sale thành công. Và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo, đó là làm thế nào để khách hàng tin tưởng bạn.